Hello. Hello, chào bạn. Chào anh bạn Thư Quang nha. Cũng cảm ơn đại tướng xuống để cho mình lên nói khoảng mấy phút đó, chia sẻ với anh bạn Thư Quang với anh em và mọi người. Cái vấn đề mà mình không có đồng ý với anh bạn Thư Quang. Ai nói là dân trí Việt Nam thấp? Mình kỳ nhất là mình dị ứng là cái câu đó đấy nha. Cái này là theo cá nhân của mình nha. Dân trí Việt Nam của mình và truyền thống Việt Nam của mình và dân tộc Việt Nam của mình và đồng bào Việt Nam của mình lúc nào là đặt cái niềm tin trên hết. Chứ đừng có bao giờ mà nói là dân trí Việt Nam thấp nha. Nếu mà thấp á là Việt Nam của mình không bao giờ phát triển đâu. Không biết là anh Việt Nam, anh Thơ Quang có đồng ý với mình không? Có quan điểm này không à? Chỉ vài Không, ý họ nói là cái những trường hợp mà dân nó kéo nhau nó đi về quê, nó nghe là bọn này bọn kia để nó làm trong cái chuyện mà phòng chống chống phá dịch bệnh á, với lại cái giới trẻ mà nó đi nó cuồng thần tượng thái quá đây, mày hiểu không? Mà bây giờ nó không biết kẻ thù là ai mà nó tức là nó lại đi ủng hộ kẻ thù của nó mới mới là ghê. Tức là điển hình như cái vụ mà cái phim của Trung Quốc thì họ ra họ xây dựng cái phim với nội dung kịch bản là nó xuyên tạc lịch sử, mà cụ thể như là lịch sử là gì, giống như là chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 á, thì họ họ lại cho rằng là do Việt Nam xâm, đại khái là có những hành động gây hấn hoặc xâm lấn biên giới, rồi đâm ra là những người gọi là bên quân đội Trung Quốc họ họ có những đáp trả và là họ là anh hùng. Ai về hình dung không? Thì đâm ra giới trẻ là trong đây thì nó lại đi là tôn sùng, nó ca ngợi những người những cái diễn viên trong 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 vai trong các phim đó đó. Đơn thuần là tụi nó thần tượng những cái tài tử Trung Quốc, và tài tử Trung Quốc đó đóng những cái vai đó thì nó tôn sùng theo luôn. Tức là nó ca ngợi mấy người đó là đã chiến đấu chống giặc rất là hay, rất là giỏi, nó tôn thờ, hiểu không? Mà giặc trong nội dung phim đó là ai thì ngược lại lại là những chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, nó khổ vậy đó ai biết, hiểu không? Tức là bây giờ nó rối tung rối mù lên đó này. À, giới trẻ bây giờ nó đầu óc tụi nó là hư hết rồi, cái loại mà khôn nhà dạy trạ đó, bây giờ cái chủ đề khôn nhà dạy trạ nó là như vậy. theo cái quan điểm của mình là anh bạn theo quan bất cứ cái nước nào khi mà họ đóng phim á thì đa số là họ đóng về cái khía cạnh cái nước của họ Cho tốt đó, cho họ. cái tốt cho họ. Nhưng mà Việt Nam của mình là không phải vậy. Việt Nam của mình á là khi mà làm phim á, mấy cái bộ phim mà về chiến tranh Việt Nam hay là này nọ đó thì mình nói về cái lịch sử và trung thực đó, nó khác nhau giữa mấy cái nước mà phải nói là nổi tiếng đã từng họ có cái hệ thống về phim ảnh rồi. Và chính vì cái điểm đó đó thì cái một số những giới trẻ đó có thể là họ Cuồng. còn ngây thơ, thì mình còn thông cảm được cái điểm đó. Nhưng mình nhấn mạnh về cái điểm nhưng nè. Nhưng mà những cái thành phần mà giới trẻ này á mà không có chịu mở mắt ra mà bị những kẻ xấu mà giống như anh vừa rồi anh trình bày là những kẻ xấu mà tha thiết âm mưu hay là những cái thành phần giống như là ở bên hải ngoại hay là Trung Quốc hay này nọ nó lợi dụng những cái thành phần mà yếu ớt này nè để đó nó kích động nó làm rối đi cái tinh thần của dân tộc Việt Nam của chúng mình hiện hiện bây giờ. Mà không những vậy nó ảnh hưởng đến cái nguồn kinh tế Việt Nam của mình đang phát triển đó. Thì bây giờ trở lại về cái vấn đề mà những cái đám mà Bình Dương á đó, mà là tự nhiên mà bỏ Bình Dương mà về đó quê đó là không có khác gì là những cái thành phần này á là một số và những thành phần này á, là tội đồ dân tộc là cố tình á, đó là đi đêm với những cái thành phần ở hải ngoại. Và không những vậy á, những thành phần hải ngoại này hay là những cái thành phần mà anh vừa rồi anh nói là ba tàu đó ok là họ cũng biết được cái lịch sử Việt Nam của mình á, hồi xưa đã chia rẽ như thế nào rồi và họ biết được cái tâm lý của một số những thành phần vẫn còn đó, mang cái tư tưởng mà gọi là hận thù và mang cái tư tưởng mà ấu chỉ đó thì bây giờ đó là không có khác gì là con mồi họ nuôi con mồi những cái thành phần này đó. Và mình đó, nói thiệt á gặp mình mà làm chủ ở Việt Nam á chủ tiệm chủ công sở hay là này nọ đó mình nói thiệt với anh bạn nha ở Mỹ đó anh mà dính líu gì chính trị mà anh gây rối lên cái sự an ninh quốc gia của nước Mỹ đó là nó đuổi anh liền đó. Tuổi Thì cỏ. mấy cái nó đuổi cổ liền nó mà nó biết được là nó đuổi anh liền. Mà mấy cái đám này nói thiệt với anh bạn Thơ Quang nha
mình đề nghị á, hay là những người nào mà có cơ sở tư nhân hay gì đó mà có tên nào đó mà phải nói đó, mà đi cái đường này đó là không có khác gì á, là tự họ phá đi cái nguồn kinh tế của cái công ty đó. Tại vì sao? Tại lỡ mà cái chuyện nó xảy ra là ai lỗ? Cái người chủ và cái người công ty đó, họ đứng lên họ xây dựng đó, là họ lỗ chứ đâu có lỗ. Còn những cái thành phần này là những cái thành phần nhỏ cá nhân, hay là những cái thành phần đó là có cái thủ đoạn về cái tập thể nó muốn thay đổi một cái thể chế, hay là nó muốn thay đổi một cái đất nước Việt Nam, thì cái này là không có thể nào chấp nhận được. Cho nên mình nói thiệt với anh bạn thơ quan với anh em nha, những cái thành phần này sự thật nó không có làm gì cái nắng mùa xuân đâu, nhưng mà nó khổ là vậy nè, nó khổ là nó không có thể nào mà kéo dài hoài. Mình phải làm sao á ngăn chặn những cái thành phần này để cho cái thế hệ trẻ đó, tương lai đó, họ có thể đứng lên đó, xây dựng giống như là con của anh, biết được á những gì á đặc biệt và những gì á cái tốt cho dân tộc Việt Nam, chứ không có phải á, cái ngày nào á cũng là bước trước, ngày nào cũng là nghe những cái phim ảnh Mỹ hay là phim Hàn Quốc hay là phim Hồng Kông hay là phim Trung Quốc này nọ rồi thần tượng. Nói thiệt á, Việt Nam của mình á không những là những người chiến sĩ là anh hùng, mà cả một người phụ nữ đi lượm ve chai cũng là một người anh hùng. Ok, cho nên mình phải thần tượng. Giống như là cái chị mà ở ở thành phố Hồ Chí Minh, khi mà chị lượm ve chai, chị xay góp đá cho Trường Sa và Hoàng Sa và liên kết với những anh bộ đội hải quân ở ngoài đó, cũng là một người anh hùng. Giống như là anh lên tiếng trong nước, anh khuyến khích những người dân phải tỉnh táo, là anh cũng là một người anh hùng, không có cần phải là một người chiến sĩ. Tuy là chiến sĩ bảo vệ an ninh và bảo vệ cho dân tộc Việt Nam, đúng, họ là cái nhiệm vụ của họ đó rất là cao cả, và nhiệm vụ của họ là đã là hy sinh. Khi mà anh đã vào quân đội rồi đó là anh sẵn sàng hy sinh, là cái đó dĩ nhiên là mình lúc nào cũng cho là anh hùng. Nhưng mà anh hùng nhiều cái khía cạnh, giống như về cái mặt xã hội á, những người dân á, đặc biệt là những người yêu dân tộc Việt Nam á, làm sao đó phải bẻ gãi những cái thành phần mà phải nói là bây giờ nè, những cái thành phần mà đang mà giống như là diện cớ mà tuyên truyền bậy bạ đó, thì mình á, nói thiệt với anh bạn nha, chính là mình người Việt kiều nè, những cái đám này á, nói thiệt á, gặp mình mà ở ngoài đời á là chết đó nha. Cho nên những cái đám này á, nó chỉ rung ca nhã khỉ những người nào á mà phải nói á còn là kiểu ngây thơ. Nhưng mà mình nghĩ đi, anh nghĩ đi, những người này họ đã có bạn trai bạn gái hay là lập gia đình hay là cũng không ngon rồi, chứ không có phải là con nít nữa đâu. Cho nên á, những thành phần là mà đi chung với cái đám này mà về quê đó, là mình cho là những cái thành phần này là tội đồ. Mình nói thật luôn, mình cho là tội đồ. Đừng có bao giờ nghĩ là ô tại vì họ xuống dạy hay là bị này nọ, không có. Anh phải có một cái ý thức nhận rõ rằng là anh phải làm cái gì có lợi cho dân tộc, có lợi cho dân, có lợi cho đồng bào, chứ không phải là anh đi cả đám vậy là không có khác gì là anh là những cái thành phần con rối đó. Cho nên thì mình nói thiệt với anh Thơ Quang với anh em nha, ok, nhiều khi mình thấy cái tinh thần mà của những thành phần này nè đó, là suốt đời họ bị, là anh nói cũng giống như rồi anh em mình chia rẽ về ba tàu á, họ cũng lợi dụng những cái thành phần này nè, chứ họ không có thương tiếc gì đâu. Nhưng mà những cái thành phần này á, nó rất là ngu cái điểm này nè, nó tự chia rẽ dân tộc của mình, nó tự phải nói là chà đạp dân tộc của mình, mà trong khi nó cũng là những thành phần là con rồng cháu tiên mà từ phát xác mà ra. Thì anh nghĩ đi đó, đó khôn nhà dạy chợ luôn á, cũng là trong cái nghĩa khôn nhà dạy chợ luôn á. Đúng, khôn nhà dạy chợ là vậy đó. Cho nên nó bây giờ mà mấy cái tên mà giống như là anh vừa rồi anh nói là Trương Quốc Huy này nọ rồi, lãnh được cái vàng cái gì cái, nói thiệt với anh bạn nha, ba đồ mình gọi là ba đồ rác á, nói thiệt á, có giá trị gì? Lâu lâu cái thằng YouTube á nó cho một cái gì á, có được gì, có ăn được gì không, có bán được gì không. Nhưng mà có nhiều người á, họ nghĩ cái đó là cái quan trọng, bởi vì là ảo mạng ngáo đúng, ngáo. Cho nên những cái thành phần này anh nói đúng, những cái đám này không có khác gì là những cái đám là khôn nhà dạy chợ. Nhà của mình, dân tộc của mình không thương, đi thương những cái thành phần đâu đâu á. Cho nên cuối cùng mình nói anh bạn nè, ok, hay là anh em hay mọi người, ok, nhiều khi đó dân tộc của mình á, mình quá là dễ cho họ đi. Nếu mà dân tộc của mình mà mạnh tay như Mỹ đó, nói thiệt với anh bạn với anh em nha, là mấy cái đám này á, nó không bao giờ mà phải nói là
gọi đâu có giờ là phút này mà nó ngồi nó mới xuyên tạc, đúng không? đúng Đúng không? cho nên đúng đó. Nhưng mà thôi, nói tóm tắt lại thì đường ta ta cái điên, đường ta ta cái đi, dân tộc Việt Nam của mình mãi mãi cũng là dân tộc Việt Nam của mình, đơn giản vậy thôi. Thì mình cảm ơn bạn cho mình lên chia sẻ Đúng rồi. một khía cạnh nào đó, tại tới giờ mình cũng vô làm đó. Cảm ơn bạn Thơ Quang nha, chào anh em và chào mọi người. Ok, cảm ơn hai vị. À, cũng hết già. Rồi, cảm ơn bạn. Cũng ba cái góc chia sẻ của bạn ai Việt đúng không ạ? Thì rõ ràng đó. Cũng rất mong người dân tỉnh táo lại đúng không? Dù gì họ cũng là người Việt. Vậy thôi. Ở những cái loại mà khung nhà dạ chợ. Ngày xưa, cái quá khứ của họ ngày xưa khung nhà dạ chợ là gì? Họ đã nghe lời mà Mỹ đế đúng không? Họ đã nghe theo Mỹ đế. Rồi họ sát hại chính tổng thống của họ, lật đổ chính tổng thống của họ. Đó. Đó. Chào. Lật đổ chính tổng thống của họ rồi dựng lên một vị tổng thống khác. Rồi sao? Đúng không? Rồi cũng bỏ đất nước họ và cũng cũng gọi là cũng bỏ là cái thể chế của họ, trốn chạy. Trốn chạy rồi bây giờ như thế nào? Là 40 mấy năm thì như thế nào? Đúng không? À, bên Mỹ thì thờ ông này, à, bên Đốc thì thờ ông kia. Như cái nồi cháo heo. Thưa quan xin chia sẻ với mọi người một cái đoạn này, bài viết, tức là về cái chúng ta có thể hiểu nôm na về cái trăn trở của một người dân Việt Nam đúng không? Đã có tấm lòng nhìn nhìn về quê hương đất nước nước và nhìn vào những cái câu chuyện đang xảy ra đó. Họ rất trăn trở. Thưa quan xin nói rõ nha, đây là trên tinh thần là cái quan điểm cá nhân của người này thôi, còn tên là gì thì thưa quan tạm thời không công bố được. Xin chia sẻ ngắn gọn cho mọi người cùng nghe. 1 tháng 10 2021, xin đừng quên bình thường mới khác bình thường cũ. Chúng ta rồi sẽ không bao giờ còn như xưa sau tất cả những biến động vừa qua. Sẽ vẫn đó Sài Gòn hoa lệ, nhưng lệ đẫm hơn hoa. Xin đừng quên 19.000 con người đã ở lại sau cuộc càn quét khốc liệt của Covid. Xin đừng quên những nỗi đau khổ, những nỗi buồn vẫn còn đó, để san sẻ và cảm thông giúp đỡ cho nhau. Chiều đọc được đâu đó trên mạng xã hội có người nói Sài Gòn mở cửa không phải vì hết dịch mà vì đã hết cách thấm thía và ngậm ngùi. Rất có thể sau khi mở sẽ có thêm nhiều ca mới. Chỉ ước mong năng lực y tế chúng ta đủ và kịp thời cứu chữa. Rất có thể ca bệnh tăng nhanh và sẽ phải siết chặt giãn cách trở lại. Không bi quan nhưng cũng đừng quá lạc quan đến đến thành chủ quan. Đừng nghĩ mở cửa đồng nghĩa tự do tới mức tự tung tự tác. Đừng nghĩ Covid nó trừ mình ra. Đã cẩn thận thế nào, cứ tiếp tục cẩn thận như thế. Cho nên, mỗi một người ngày mai khi ra đường, dẫu là đi làm, hay đi chơi, hay đi thiện nguyện giúp người, trong háo hức của ngày trở lại, hãy luôn nhớ cẩn thận và cảnh giác với rủi ro vô hình của dịch bệnh.
đâu ai muốn. Đã an toàn suốt mấy tháng qua, giờ đến lúc ca khải hoàn lại chẳng may dính chưởng đúng không? Đây không phải lời hù dọa, mà là nhắc nhở chúng ta bảo vệ bản thân gấp nhiều lần trong bối cảnh mới. Hãy đảm bảo đã chích đủ vaccine, không bao giờ quên khẩu trang. Mà dẫu có vậy, cũng đừng ồ hết ra đường một lúc. Từ từ thăm dò tình hình. Trước mắt cứ tránh đông người, tránh đứng gần ai. Chiều nói với người thân, tuy đầy lo âu và buồn, cũng có chút gì đó tích cực khi nghĩ ta đã cùng nhau đi qua một giai đoạn lịch sử khó quên. Đã cùng nhau đỡ đần san sẻ buồn vui. Cuộc đời mà đâu thể bằng phẳng. Chính sự thăng trầm để ta trân trọng hơn mọi thứ mình có trong đời. Sài Gòn, đêm 30 tháng 9, như giao thừa, đặc biệt nhiều cảm xúc, viết vội, nhắc người mà cũng nhắc mình. Mong tất cả chúng ta bình an. À, và đó là một bài viết, nó theo thơ quan, đơn thuần là họ chia sẻ theo quan điểm cá nhân về cái nỗi trăn trở. Nỗi trăn trở. Trăn trở ở đây là gì? Đặc biệt là cái tình hình khi thành phố mở cửa trở lại, thì có một số đông người dân có những cái biểu hiện, có những hành vi, hành động nó hơi quá chớn. Họ quá chủ quan, đúng không mọi người? Quá chủ quan. Thì ở đây là tác giả muốn truyền đạt cái nỗi trăn trở đó, muốn chia sẻ với mọi người là đừng chủ quan trong tất cả mọi việc. Vậy ha mọi người ha. Và rất cảm ơn cái sự chia sẻ. Chia sẻ mặc dù không trực tiếp, cũng thông qua một cái nhà thơ quan chia sẻ giùm, nhưng mà cũng rất cảm ơn. Rất cảm ơn tác giả rất là nhiều. Thơ quan cũng xin dừng cái live tại đây. Và xin hẹn gặp mọi người vào cái buổi live lần sau ạ. Xin chào tạm biệt. Cảm ơn mọi người. Bye bye.